mừng các bạn quay trở lại với Mr. Zero, mình là Thảo Hoàng. Những pha bóng đi vào huyền thoại đáng để xem một lần nữa ở trận đấu với Liverpool tại thánh địa của The Kop. Dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị, thế nhưng Eden Hazard đã biết cách tạo ra dấu ấn riêng cho mình. Ngôi sao người Bỉ là người trực tiếp ấn định chiến thắng 2-1 cho Chelsea với những pha solo siêu đẳng, vượt qua sự chi cản của cả Moreno lẫn Sané trước khi tung ra pha dứt điểm chéo góc hạ thủ thủ thành tại phía Liverpool. Đây là một trong số ít pha bóng kinh điển xứng đáng để bạn xem lại một lần nữa. Hãy cùng Mr. Zero xem qua clip nào. Đừng quên like, share và subscribe kênh của chúng mình nhé. Xin chào! Không còn nghi ngờ gì nữa, bóng đá chính là môn thể thao phổ biến nhất hành tinh và thu hút nhiều tín đồ nhất trên thế giới. Hàng trăm triệu người hâm mộ ở các châu lục khác nhau có thể sẵn sàng trực tiếp cổ vũ cuồng nhiệt cho các trận đấu tại sân vận động hay thức thâu đêm xem tường thuật trực tiếp các cuộc thi đấu trên truyền hình. Họ thổn thức, buồn vui cùng trái bóng và đội bóng mà mình yêu thích. Và nếu đã là fan cứng của môn thể thao vua này thì chắc chắn bạn sẽ không thể nào quên được pha Panenka của Zidane vào lưới Buffon tại World Cup 2006, quả sút phạt cực kỳ đẳng cấp của Juninho vào lưới Barcelona hay pha solo gây bàn kinh điển của Messi trong trận gặp Athletic Bilbao. Tất cả đều là những pha bóng huyền thoại đáng để xem lại một lần nữa. Và trong video sau đây, Mr. Zero sẽ tổng hợp và gửi đến các bạn những pha bóng như thế. Cùng xem ngay thôi nào! Chelsea đã chấm dứt mạch trận toàn thắng của Liverpool mùa giải 2018-2019 với chiến thắng kịch tính 2-1 ngay trên sân Anfield tại vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh Carabao Cup. Trong hai bàn thắng mà The Blue ghi được có siêu phẩm solo đẹp mắt của Eden Hazard ở những phút cuối của trận đấu khiến tất cả khán đài Anfield vỡ òa. Bàn thắng đó không chỉ chứng minh phẩm chất thiên tài của ngôi sao người Bỉ mà nó còn một lần nữa chứng tỏ anh là cầu thủ lớn trong những trận cầu lớn nhất. Trong khi Salah chuẩn bị sẵn tư thế ăn mừng pha đánh đầu vào lưới Man City ở phút 90 của trận siêu cúp Anh 2019, thì Wanker bất ngờ xuất hiện và đập tan tất cả với pha cản phá chẳng khác gì một cảnh trong phim hành động. Nhờ cú ngã bàn đèn giải nguy đúng thời điểm này mà Man City thoát khỏi bàn thua, đưa trận đấu vào loạt luân lưu 11m và sau đó giành siêu cúp Anh 2019 nhờ chiến thắng 5-4. Mười bốn giây chính là khoảng thời gian để Neymar chọc thủng lưới Honduras trong trận bán kết môn bóng đá nam Olympic Rio 2016. Và sau pha làm bàn này, cầu thủ sinh năm 1992 đã thiết lập một kỷ lục mới khi trở thành cầu thủ ghi bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử Olympic. Với chiến thắng 1-0 lượt đi trên sân khách cùng với hai bàn dẫn trước chỉ sau 45 phút hiệp 1 lượt về, dù là người mơ mộng nhất cũng không nghĩ chiếc vé vào chơi trận chung kết Champions League có thể tuột khỏi tay các cầu thủ Ajax. Ấy thế mà cuối cùng, phong độ xuất thần của Lucas Moura bên phía Tottenham Hotspur với ba bàn thắng liên tiếp chỉ trong hiệp 2 đã nhấn đội bóng Hà Lan xuống tột cùng vực thẳm thất vọng. Chắc chắn nỗi cay đắng, sự tiếc nuối ấy vẫn còn ám ảnh Ajax trong một thời gian dài nữa.
Sau pha lập công này, Salah đã nhận được rất nhiều lời khen của khán giả và các chuyên gia. Cựu danh thủ Jamie Carragher thậm chí còn bình chọn bàn thắng của Salah là bàn thắng đẹp nhất giải ngoại hạng mùa 2018-2019. Đó là tình huống cắt vào trung lộ từ cánh phải ở phút 53 sau đường chuyền của Virgil van Dijk. Tiền đạo người Ai Cập khống chế và nhịp trước khi tung ra cú nã đại bác đầy uy lực đánh bại thủ môn Kepa, nâng tỷ số lên 2-0. Lịch sử của Man City có thể chia làm hai giai đoạn. Một giai đoạn là trước bàn thắng của Sergio Aguero ở phút bù giờ trận gặp Sevilla vào ngày 13 tháng 5 năm 2012. Và một giai đoạn là sau bàn thắng đó, sự tỏa sáng của Aguero ở phút cuối cùng giúp Man City đánh bại Sevilla 3-2 đầy ngạt thở. 9 giờ phút ấy, sân Etihad như vỡ tung, hàng chục nghìn cổ động viên nửa xanh thành Manchester đã ôm nhau vui sướng và hò reo vang trời. Sau bàn thắng kinh điển của tiền đạo người Argentina, nhiều người đã vượt rào nhảy xuống sân, kẻ khóc người cười hòa chung niềm vui sướng vô địch Premier League đầu tiên với các cầu thủ. Phút 70 trận đấu giữa Man City và Leicester chứng kiến đồng đội chờ bế tắc, Vincent Kompany bất ngờ dâng cao và thực hiện cú sút xa táo bạo từ khoảng cách 27m50. Siêu phẩm để đời vào lưới Leicester City chính là lần đầu tiên trung vệ người Bỉ làm tung mạnh lưới đối thủ từ một cú dứt điểm ngoài vòng cấm. Khoảnh khắc xuất thần của anh khiến cổ động viên phía sau khung thành đều phải mắt chữ A mồm chữ O thán phục. Người hâm mộ Atletico chắc hẳn không thể quên được đêm chung kết Champions League mùa giải 2013-2014 tại Lisbon. Tưởng chừng như thầy trò huấn luyện viên Simeone sắp được chạm tay vào chiếc cúp, nhưng Ramos không cho phép Atletico làm điều đó bằng pha đánh đầu quân bình tỷ số 1-1 ở những phút cuối cùng. Và rồi để Real dìm chết Atletico với tỷ số 4-1 trong hai hiệp phụ. Giờ đây, mỗi lần nhắc đến trận derby thành Madrid thì cái tên Ramos luôn là một nỗi ám ảnh đối với cổ động viên Atletico. Juventus đã giành được chiến thắng 1-0 trước Atletico Madrid và siêu phẩm đá phạt của Paulo Dybala ở phút 45+2 chính là khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Dù ở một góc khá hẹp nhưng tiền đạo người Argentina vẫn quyết định sút thẳng và cái chân trái ma thuật ấy đã đưa trái bóng đi với quỹ đạo không thể ngờ để rồi làm tung nóc lưới Atletico trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người có mặt trên sân. Khi nói về Lewandowski, hẳn các fan của Real Madrid vẫn còn rùng mình bởi cái đêm ác mộng mà anh đã gieo ở Signal Iduna Park trong trận bán kết Champions League mùa giải 2013.
đó là trận đấu đã biến Lewandowski từ một cầu thủ tài năng lên đến một ngôi sao thế giới, bởi vì anh không chỉ giỏi đá bóng mà còn biết cách tỏa sáng ngay cả khi đối phương tìm mọi cách để ngăn chặn anh. Có người cần cả mấy mươi năm để tạo nên huyền thoại, còn cầu thủ người Ba Lan chỉ cần 90 phút để viết nên câu chuyện không bao giờ quên. Ghi 4 bàn vào lưới một câu lạc bộ như Real rõ ràng là điều hiếm tiền đạo nào làm được. Tuy nhiên, với Lewandowski, đẳng cấp ngôi sao đã lên tiếng. Các bạn vừa cùng Mr. Zero xem lại những pha bóng huyền thoại đã đi vào lịch sử bóng đá thế giới. Và nếu ấn tượng với pha bóng nào thì hãy nhớ chia sẻ bằng cách để lại comment ngay phía video này nhé. Đừng ngần ngại mà không để lại một like, share và nhấn vào subscribe cho kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.